Con chưa tới. Đây. Em đây này, trước mặt em đây. Được chạy mất rồi. Ăn đi rồi nói sao không được. Đây là món quà hamburger. Đây là phở hamburger. Hamburger. Mời quý công thức mình nhé. Cầm lên ăn hả? Cầm lên ăn của anh hay sao? Ăn ở nhà hàng 6 sao mà ăn cầm lên ăn thì hơi kỳ à. Giờ đây em sẵn ra. Tiếp có gì nó đẹp của con giống anh nè. Vị của nó như nào? Nó béo béo lên này à, nhưng mà nó vẫn có cái hương vị phở đầu tiên, cái xong rồi tới mới hamburger. Nói chung là hơi lạ, chưa bao giờ ăn. Thế là ngon. Chấm với tương này, tương cà, tương ớt. Nhưng mà em có biết là cái món ăn này là em ăn của ai không? Đầu bếp là ai không? À, của anh Chắc Kỳ Phẳng. Em, đầu bếp Chắc Kỳ. Anh cho em quay cùng với bạn gái. Ờ, quay rồi. Cảm ơn. Thank you. Cũng hơi lạ. Ồ, vậy đây là đầu bếp đã sáng tạo ra món ăn này. Anh có thể giới thiệu sơ qua một xíu về cái món ăn này của mình không? Dạ, món này là món phở hamburger. Mình mặc dù nó là kêu hamburger nhưng mà rất kỳ, là ăn vô giống ăn phở vậy. Dạ, nên nó rất là tiện. Và làm với phở này là họ có cái phở y sĩ có cái đẹp nhất là cái tốt là cái sợ của bánh phở là nó không có nát, luôn luôn giữ được, cho nên mình mới làm được cái bánh này. Nhưng mà cái lý do tại sao anh lại làm ra cái món phở này, anh có thể chia sẻ lại được với mọi người được không ạ? Khi mà ở Mỹ mình cũng nghe qua nhiều ramen burger, họ lấy mì, nên chắc nói là tại sao mình không làm được phở, phở cũng làm được mà. Mình làm, nhưng mà khi mà mình làm thì trước mình không đủ cái vị phở. Nhưng bây giờ khác, thì bây giờ mình sẽ xài cái gia vị, xong rồi mấy cái quế, gà quế nè, gà rí nè, mình ăn vào thì nó cảm thấy là nó giống, cũng giống phở. Quan trọng là cái tương đèn, cái tương đèn đèn mới giống. Nhưng mà ở bên Mỹ thì để mà tìm gọi là cái phở tươi rất là khó đúng không ạ? Cũng có nhưng mà khó. Dạ. Ít lắm, hiếm lắm, tại vì chỉ có siêu thị có bán nè. Dạ. Ở đây thì ở đâu cũng có mua được. Cho nên ở Mỹ là thường là mình cũng xài phở trong gói, phở ăn liền, phở khô. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Thank you, enjoy nha. Dạ. Không có các bạn ơi. Ăn cái này càng ăn càng thèm nhá. Nhưng mà ăn cái này là xem là no đây một bữa luôn. Kể cả phải dùng. Hơi nhiều không? Hơi nhiều với so cái phần của em hơi bị nhiều. Nó gồm những cái gì ta? Nó gồm là bánh phở này, hamburger thịt này, với lại có làm cà chua với lại rau. Chủ yếu là bà chủ yếu là cái bánh phở này đặc biệt. Ăn nó không như bánh mì, nó không như bánh mì bình thường. Ăn luôn đó. Mà không biết là nếu mà bán là giá bao nhiêu ta? Không biết cái này cho em cũng rõ. Cái này khó bán ở Việt Nam lắm, nhưng mà không, nhưng mà những cái hàng lớn thì cái nhà nó chứ còn chắc là quay chắc cũng khó bán. Chắc là quay biết có bán được không? Cái bộ nhà hàng này có nhưng mà ăn ăn đi rồi bán rồi. Ngon mà, ngon mà. Cũng sẽ có nhiều người có nhu cầu mà. Nó kèm khoai tây cũng cực ngon. Anh Tâm, anh nhận xét đi, anh là một cái người đã thưởng thức ẩm thực của Sài Gòn rất là nhiều năm rồi, thì anh thấy cái món ăn này như thế nào? Ý nó là anh già hay anh? Thấy nó giống pizza, bánh xèo. Nói chung là ăn lạ lạ. Lạ đấy hả? Lạ, cái loại là ngon này. Chưa đánh giá là ngon hả? Không phải là vậy là ngon. Vẫn ngon. Lạ đấy hả? Cái giỏ này thì làm nó giống bánh xèo bột chiên. Nhưng mà còn giống có vị phở không anh? Có mùi phở chứ. Bởi vì nó có mùi phở nên là nó giống vậy đó. Em trứng nữa, nó giống bột chiên. Mỗi người sẽ có một cái khẩu vị khác nhau. Còn anh Tâm thì ăn hamburger hơn. Còn Thùng Tiến thì sao? Em thì dễ ăn lắm, nói chung là em cảm thấy lạ mà. Đối với em thì cái này là rất là ok.
là em có thể ăn thêm cái nữa nhưng biết là chưa có cho. Có thể ăn thêm một cái nữa thôi. Vâng. Anh nói hơi bị nhiều đấy. Hơi bị nhiều không sao vậy? Nước là ngon đấy. Là đầu tiên nhé. Dạ, cảm ơn. Anh ngoan quay. Ngon ạ, nhưng mà bánh phở hơi nhiều và hơi dày nên là em nghĩ cái phần này thì sẽ thích hợp dành cho người nước ngoài ăn hơn là người Việt Nam. Tại vì người Việt Nam ăn thì sẽ ăn không hết đâu. Nhiều ạ. Hùng Tiến nó còn đòi ăn hai cái kìa. hoặc là sức đàn ông sẽ ăn được hết cả bánh, nhưng mà với sức phụ nữ như em, mặc dù cái thân hình em như vậy nhưng mà em vẫn không thể nào ăn hết được một miếng. Okay. Nhưng mà em theo em đánh giá là em thấy thế nào? Tại có người thì thích, có người thì không thích. Dễ hả? Không, em thấy ngon mà. Bò rất ngon. Và bánh phở ăn còn... không, em thích thịt tọ. Bánh phở thì không hơi thích lắm, tại vì là nó bị nhiều tinh bột thôi. Nhưng mà thịt tọ thì là ngon. Ok. Bây giờ review sang quản lý triệu view đã ăn hết rồi. Ôi, không còn gì để mà review luôn. Ôi, thật là dễ sợ. Em ăn nhanh đi vậy. Trong Nhật Nguyên quản lý của Hòa Minzy và cũng là một ca sĩ. Thôi để họ đi đây này. Họ quản lý hả? Em không cần. Không biết review sao hả? Nhưng mà bây giờ mọi người có thể nhìn thấy là đã ăn hết sạch rồi, trong khi mọi người vẫn còn khá là nhiều mà trong Nhật Nguyên ăn hết sạch rồi. Nên là đủ biết là nó ngon nào rồi đúng không? giải thích còn thịt kho thì sao? Thịt kho ngon được em ngại lắm. Em đừng ngại, anh sẽ đọc tên em là gì đây này. Em đang mất bò rồi và em đang ăn kia giảm cân cho nên em không ăn tinh bột. Được rồi, em không biết review như thế nào, nhưng mà đã xin hai miếng phở về nhà đi. Tuy cách đi thôi, tuy là anh không ăn tinh bột nhưng mà vẫn đi xin em về đi. Thật ra thì em đang che cái này để cho thịt kho xin về. Cái dưới này còn một miếng nữa này. Thịt kho nó kêu là đang xin hộp để mà đem về. Chứng tỏ là nó ngon như thế nào. Gia Bảo rất là cặm cụi, chăm chú. Dù gì thì em cũng đã lên hình rồi. Mình có thay đồ được của em được không anh? Hả? Em xin anh mà, anh ăn được của em. Thì cái phở bây giờ là 5.000 đúng không? Cái bịch phở là 3.000. Thì đơn giản, tôi nghĩ là cái phần bò Việt Nam mình sẽ phải xài Việt Nam nha. Cái Việt Nam, bò Việt Nam cũng được. Một chút là nếu xài bò Việt Nam á, thì mình sẽ xài 70-30, là 30% thịt heo, nhuyễn á, bằm á. Thì vậy thì nó giá nó sẽ rẻ hơn. Thì khoảng là món này á, chỉ 12.000 là cũng được rồi đó. Ồ, 12.000 thôi hả? Đúng rồi. Dễ sao vậy? 15 đi cho chắc chắn. Ủa? Đúng rồi, 15.000 cũng được á, 15-18 á. Nhưng mà mọi người đều nói rằng là nó bị nhiều quá anh. Hôm nay hả? Dạ. Món đó thì tại vì họ sợ là một món sợ không đủ ăn đó, cho nên đầu bếp cũng làm lớn một chút để tặng cho mọi người. Cái này là bò Mỹ, bò VIP. Dạ. Nếu mà bò Mỹ như vậy thì nếu mà giá thành ở một cái nhà 6 sao như này thì nó phải. Ồ, món này mắc à. Nếu làm nhiều, đúng chuẩn như anh vừa làm đó. Chắc sẽ dạy ha, chắc sẽ hướng dẫn là món là nhanh nè ha, vị độc đáo nè ha, nhưng mà nó rẻ nữa. Nguyên liệu rằng nữa cho nên nó sẽ giá thành.